Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giống là sao mua nó có một điểm cái này đi cái tiếp này cho Thank you.
tuyển tay nó mất sao.
rồi. Chi tiết bắt cái mồm nữa. Thank you.
Cầm bút nó đường dài quá, nó vừa phải thôi. Nếu mà em nghiên cứu thì sử dụng một cái tay này. Em lấy sản phẩm này đó, em cho nó vào tay hoặc là vào trắng tay. Cầm bút mà em phát thì em sẽ để chết các bạn từ đây đến đây luôn. Em sẽ chuyển một cái tay này. Thank you.